không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Tài kiệu, cái nón này là chính tay thôi mama làm. Thôi mama nói nón đồ hộ ngủ yên khỏe mạnh cường tráng, hy vọng đứa con sau này do nương nương sanh ra có thể giống như con hổ, cường tráng khỏe mạnh dũng mãnh. Thái Kiều, từ nhỏ bổn cung đã mất mẹ là do thôi mama một tay nuôi lớn. Ngươi biết bổn cung sớm đã coi bả như là mẹ ruột, sao ta có thể không đau lòng được? Bổn cung biết thôi mama rất khao khát chính mắt chứng kiến đứa con ra đời. Đôi cái muộn chính tay của người làm. Nương nương, tình cảm khiến người ta mang bệnh đừng có nên đau lòng, đặc biệt hiện giờ người đang mang long thai, người phải giữ gìn sức khỏe. Thôi mama, mama, tối qua hoàng thượng lại qua đêm ở Chung Tuyết Cung, ở lại đó không có thượng triều. Ta nghe nói hoàng quý phi và cái chết của thôi mama đau lòng quá mức, hoàng thượng cũng không tới thăm, chỉ là phái tiểu khang tử mời Lý đại nhân tới thừa càn cung. Tôi thì không hiểu, trước đó rõ ràng ả và thượng cứ bảo hai người tình đầu ý hợp, giờ đây nói là bị ép buộc, còn phải lấy cái chết để tỏ trong sạch. Ta thì cho rằng Tịnh quý nhân muốn mượn tay của mẹ bả giết chết nhạc sư để tránh chuyện xấu của họ bị hoàng thượng phát hiện. Tỷ nói cái gì? Tịnh quý nhân? Không có, chúng tôi chỉ là ở đây tán dốc thôi. Tán dốc? Mùi nghe được ở đây có người tung tin đồn bậy đó. Các gì mùi mùi, các người có nghe ta nhắc tới Tịnh quý nhân sao? Hả? Đâu có. Tỷ tỷ, có biết trong cung đổ qua cho người khác nói năng lung tung, có thể phán tỷ tội chết. Mùi mùi, đừng có quên rằng mùi chỉ là quý nhân, luận tư cách và giai vế muội đâu có tư cách quản ta. Tiếng nên cẩn trọng lời nói, muội không bỏ qua như vậy đâu. Người nên cẩn trọng lời nói là muội muội mới phải. Người lấy tư cách gì phạt ta? Bổn cung đã được hoàng thượng phê chuẩn xử phạt người ăn nói bậy bạ ở hậu cung. Muốn phạt ai thì phạt thôi. Còn nữa, hoàng tử đã mở kim khẩu để thăng cho bổn cung làm phi tử. Sắp tới đây bổn cung sẽ ngang hàng với thành phi tỷ đó. Thái Nguyệt. Dạ. Ngươi muốn làm gì? Ngừng tay. Ngừng tay. Giữ chân. Đừng. Cho dù ngươi được thăng làm phi tử thì sao chứ, đâu phải là hoàng hậu đâu, cũng đâu phải là hoàng quý phi. Ngươi lấy tư cách gì để dùng hình đó cho các phi tần khác? Có phải ngươi cũng muốn uống không? Uống đi. Ta không uống. Uống. Uống hết cho ta. Uống đi. Có chuyện gì mồm ào vậy? Nô tài cung kính hoàng hậu nương nương thái lan. Hoàng hậu nương nương, tỷ phải cứu muội muội, tỷ phải cứu muội muội đó hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương, xin hãy cứu muội muội. Bình Nhi, đỡ thành phi ngồi xuống. Dạ. Tại hoàng hậu nương nương. Trời vừa sáng đã nghe các người gây gỗ, các người có biết quy tắc hậu cung không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồi bấm hoàng hậu nương nương, tỉnh vô chỉ là trừng phạt nhẹ đối với người sinh sự gây chuyện mà thôi. Hoàng hậu nương nương không cần phải bận tâm. Hoàng hậu nương nương, ở trong hậu cung người chủ trì đại cục nên là tỷ tỷ, nhưng mà Tịnh quý nhân lại gọi hết bọn muội tới đây tra hỏi bọn muội, cũng muốn phạt thành phi. Hoàng hậu nương nương, bá độc ác đến nỗi bắt muội phải uống nước tóc. Tỉnh vô làm như vậy chỉ vì muốn san sẻ với hoàng hậu nương nương. Bổn cung là người làm chủ lục cung, bất kỳ ai phạm của quy trong hậu cung muội có thể trực tiếp hồi báo với bổn cung, thay bổn cung định đoạt.
xin hoàng hậu nương nương bớt giận. Lần này chính hoàng thượng hạ khẩu dụ, muốn tỉnh du san sẻ trọng nhiệm trên vai của hoàng hậu nương nương, để cho hoàng hậu nương nương chuyên tâm dưỡng thai. Hoàng thượng hạ khẩu dụ, tỷ tỷ không thích tỉnh du giúp tỷ tỷ san sẻ sao? Nếu là như vậy, tỉnh du quay về nói cùng với hoàng thượng. Đủ rồi, đừng lấy hoàng thượng ra dọa ta. Tỷ tỷ đừng có giận mà, cẩn thận phụng thể và đứa con trong bụng. Bốn cung biết người được hoàng thượng sủng ái, nhưng người hãy ghi nhớ cho bổn cung, hoàng hậu Đại Thanh chỉ có một người, chính là bổn cung. Hậu cung không đến lượt ngươi làm bậy. Tỉnh du ghi nhớ lời giáo huấn. Thái Kiều. Tiểu thái tử, cô ở đây làm gì? Tôi vừa gieo trồng một giống mộc niên. Hoa ngữ có mộc niên là ngụ ý trân trọng người bên cạnh, trân trọng hạnh phúc. Tôi hy vọng mượn cây mộc niên này để hoài niệm thôi mà. Người chết rồi không thể sống lại, Thái Kiều đừng quá đau lòng. Tuy rằng tôi và Thôi Mama không có quan hệ, nhưng mà Thôi Mama đối với tôi giống như mẹ ruột vậy. Thiệt ra có một chuyện tôi không có cơ hội để nói với cô. Nói chuyện gì? Trước khi Thôi Mama làm chung có nói với tôi, bà ta biết là cô lẻ loi một mình, không có thân thích, cho nên muốn nhận cô làm con nuôi. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội để nói. Thôi Mama nói như vậy thiệt hả? Thì coi như cô giúp cho Thôi Mama hoàn thành tâm nguyện, đứng dưới trời cao nhận bà ta làm nghĩa mẫu, an ủi bà trên trời của linh thiêng. Thật ra từ lâu tôi đã coi Thôi Mama như mẹ ruột của mình, chỉ là bà đã nhận lại con ruột. Tôi không nghĩ đến thì ra chúng tôi có cùng tâm ý. Trước khi Thôi Mama làm chung, người mà bà không an tâm nhất là cô. Thôi Mama. Thôi Mama, từ khi Kiều Nhi gặp người, đã coi người như mẹ ruột. Giờ đây con và Thôi Mama âm dương cách biệt, Kiều Nhi chỉ có thể thắp một nén nhang. Từ nay sắp tới, Kiều Nhi chính là con gái ngoan của nghĩa mẫu. Thái Kiều, hay là cô gọi Thôi Mama một tiếng mẫu thần, coi như giúp cho bà ta hoàn thành tâm nguyện. Mẫu thần, kiếp này chúng ta có duyên không phận, hy vọng kiếp sau có thể có duyên gặp lại, cho Kiều Nhi một cơ hội có thể phụng dưỡng mẫu thần thiện tổ. Nô tỳ đã sắp xếp ổn thỏa tang sự của Thôi Mama, cũng vào ngày hôm nay nhận Thôi Mama làm nghĩa mẫu. Nghĩa mẫu? Ừ, hôm nay nô tỳ có gặp Thái Công Công. Ông nói với nô tỳ, tâm nguyện trước khi chết của Thôi Mama chính là nhận nô tỳ làm con nuôi. Tại sao xưa nay không nghe Mama nhắc tới gì? Thái Công Công còn nói, sau này nô tỳ gọi Thôi Mama là mẫu thân. Thật ra Thôi Mama luôn chăm sóc và thương yêu Thái Kiều. Nếu gọi bả là mẫu thân, có thể an ủi vong hồn Mama được linh thiêng. Thái Kiều cam tâm tình nguyện làm vậy. Thôi Mama, hy vọng người có thể tha thứ cho tiểu thái tử. Tiểu thái tử biết lúc người còn sống, mẹ con không được đoàn tụ, chắc là người chết không nhắm mắt. Tiểu thái tử tự biết lỗi quá nặng, cho nên hôm nay làm vậy chính là hy vọng Thôi Mama có thể nghe được Thái Kiều gọi một tiếng mẫu thần, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện sau cùng của Thôi Mama. Bức thư này xem ra không thể giữ lại ở đây, để tránh sinh thêm nhiều chuyện. Thôi Mama, mà đừng trách tiểu thái tử. Thái Công Công, đại tổng quản tìm ngươi.
Chuyện này là sao? Hoàng thượng, sự thật không phải là như vậy. Khi Tĩnh Du nhìn nhận ma mà tỷ tỷ cũng có mặt ở đó mà. Hài cốt của bà ta chưa rõ, sao tỷ tỷ phải đổ qua cho Tĩnh Du chứ? Y Lan, nàng chuyện gì cứ chống đối Tĩnh Du? Thôi ma mà cho rằng bản thân bảo vệ cho con ruột mới cam tâm tình nguyện hy sinh tính mạng. Nhưng mà thật ra Thái Kiều mới là con ruột của Thôi ma mà. Tĩnh quý nhân cố tình mạo nhận là có ý đồ gì? Thư này là viết cho Thái Kiều. Trong thư viết rất rõ, người mẹ đã mất của Thái Kiều không phải là mẹ ruột, còn khắc trên bia mộ để Thái Kiều nhìn nhận là mẹ ruột của mình. Bức gia thư này ngày đó lọt vào tay của Tĩnh quý nhân, cố nảy sinh ý xấu chiếm bia mộ làm của riêng, mạo nhận là con của Thôi ma mà. Hoàng thượng, nô tỳ không có làm. Cái chuyện này chắc có một người biết rất rõ. Tiểu thái tử. Hoàng thượng, tiểu thái tử không biết gì hết đâu hoàng thượng. Tiểu thái tử, ta cầu xin người nói ra sự thật. Hôm đó ngờ phóng hoa nói ta nhận Thôi ma ma làm nghĩa mẫu. Ta biết người không nhẫn tâm bắt hai mẹ con ta phân ly. Hoàng thượng, tiểu thái tử không biết. Bức thư là ngươi đem đi đốt, ngươi còn không nhận? Nô tài không có. Hoàng thượng, tiểu thái tử không biết bức thư này là từ đâu tới. Hoàng thượng mình sẽ, hoàng thượng mình sẽ. Tỷ tỷ, bằng một bức gia thư đã bị đốt cháy thì có thể nhận định Tĩnh Du không phải là con của Thôi ma mà. Bức thư này có thể là tìm người ngụy tạo ra. Không sai, trẫm cũng không thể dựa vào điểm này mà nghe lời phiến diện của nàng. Y Lan đã phải phái tiểu lục tử đến kinh sự phòng tìm được thái giám hôm đó để gửi thư. Sau khi hắn đến đây thì mọi chuyện sẽ rõ. Nô tài khấu kiến hoàng thượng, khấu kiến hoàng quý phi. Tiểu lục tử, người đâu? Hồi bấm hoàng quý phi, tiểu dương tử kinh sự phòng đã đi về quê vào mấy ngày trước. Hoàng thượng, nô tài thực sự bị quan mà. Y Lan, nàng từng khuyên trẫm muốn trẫm tín nhiệm cảm giác của mỗi một người. Khoảng thời gian trẫm ở bên cạnh Tĩnh Du, trẫm tin Tĩnh Du không nham hiểm gian trá như lời của nàng nói, làm ra những chuyện vô sĩ. Tạ hoàng thượng minh xét. Hoàng hậu nương nương giá đao. Nếu hoàng thượng không tin lời nói phiến diệu của toàn hoàng quý phi, có thể nghe thêm lời khai của một người nữa. Truyền tiểu dân tử của kính sự phòng. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Hãy nói cho hoàng thượng nghe những gì ngươi biết. Bẩm hoàng thượng, nô tài nhớ là sau khi mẹ của Thái Kiều ở dưới quê qua đời, có nhận được một bức thư duy nhất là gửi cho Thái Kiều. Nhưng mà lúc đó gặp được Tĩnh quý nhân vẫn còn là cung nữ, còn nói là có thể thay nô tài chuyển tới cho Thái Kiều. Cho nên nô tài đưa bức thư của Thái Kiều cho Tĩnh quý nhân. Vậy trong bức gia thư có phải có miếng cẩm thạch toàn hoàng quý phi nhắc tới không? Nô tài còn nhớ bức gia thư đó hơi nặng, nhìn bề ngoài chắc là có nửa miếng cẩm thạch hình bán nguyệt ở bên trong. Không phải người đã rời cổ hoàng cung rồi sao? Thật ra lúc nô tài đi, Tĩnh quý phi có cho nô tài ngân lượng, nhưng không ngờ trên đường về quê đã bị người của hoàng hậu nương nương chặn lại. Tĩnh quý nhân chính là dựa vào miếng cẩm thạch trong bức thư nhận làm con của Thôi ma mà. Tại sao, tại sao không phải làm vậy? Tĩnh Du, mau thành thật nói cho trẫm biết chuyện này có phải là sự thật không? Chẳng phải hoàng thượng không tin Tĩnh Du sẽ không làm ra những chuyện vô sĩ này à? Hiện giờ Y Lan và hoàng hậu đồng loạt chỉ chứng nàng. Nàng nói trẫm làm sao tin nàng đi? Nàng thật là con ruột của Thôi ma ma. Cầu xin hoàng thượng khai ân, Tĩnh Du quả thật xem Thôi ma ma là mẹ ruột. Chỉ có điều nhất thời nóng vội mới mạo nhận thân phận, tuyệt đối không có lợi dụng tấm lòng của Thôi ma ma. Mùi dám nói là mùi không có lợi dụng tấm lòng của Thôi ma ma sao? Mùi vốn dĩ diện cớ quan hệ giữa ta và Thôi ma ma, bắt tay giúp mùi tiếp cận hoàng thượng, trở thành người của hoàng thượng. Đủ rồi, trẫm không muốn nghe nữa. Hoàng thượng, cầu xin người ta thứ cho Tĩnh Du. Uổng công trẫm yêu thương nàng, thật không ngờ ngay cả nàng cũng gạt trẫm. Truyền khẩu dụ của trẫm, Tĩnh quý nhân lập tức dọn vào cảnh kỳ cát. Hoàng thượng, đừng mà hoàng thượng, nô tỳ không muốn bị đày vào lãnh cung đâu. Hoàng thượng đừng mà, đừng mà hoàng thượng. Hoàng thượng đừng mà, đừng mà. Hãy
Hoàng hậu nương nương, đa tạ tỷ vừa rồi giúp muội chỉ chứng tình quý nhân, mạo nhận là con của Thô Mama. Bốn cung không phải có ý giúp người. Nếu vậy, sao hoàng hậu nương nương lại phái người đuổi theo tiểu thái giám của kinh sự phòng? Bốn cung chỉ thấy tình quý nhân không xem ai ra gì, sủng ái xin hãnh diện, nhất định phải dạy cho một bài học thôi. Nếu như không ra tay, tỉnh quý nhân quả thật sẽ gây hại tới địa vị của hoàng hậu nương nương, cho nên hoàng hậu nương nương mới phối hợp cùng với Y Lan. Người đã sai rồi, bốn cung tuyệt đối không phối hợp với người. Thôi Mama qua đời, có phải trong lòng của người rất đau rất khó chịu không? Ngày đó ngạc nương qua đời, bốn cung đau lòng hơn người gấp ngàn lần gấp vạn lần. Cả đời này bốn cung trước sau cũng sẽ ghi nhớ. Người đã chết rồi, nương nương ghi nhớ sâu sắc như vậy sẽ thêm đau khổ thôi. Tin rằng phu nhân cáo mệnh trên trời có linh thiêng, cũng không muốn nhìn thấy người sống trong bể khổ. Người đã sai rồi, cái mà ngạn nương của ta không muốn nhìn thấy là sau khi người hại chết bà còn có thể yên ổn làm toàn hoàng quý phi của người. Bà không muốn nhìn thấy nhất là người còn có thể giả nhân giả nghĩa diễn kịch trước mặt hoàng thượng. Người chỉ là mất đi một mama, người tưởng chỉ với sinh mạng một nô tỳ có thể xoa dịu nỗi đau bổn cung mất đi người thân nhất hay sao? Nhân quả tuần hoàn, người sẽ phải trả giá gấp ngàn lần gấp vạn lần cho những việc người đã làm. Quân, nô tài tham kiến tỉnh quý nhân. Bốn cung bắt ngươi nói lời tốt đẹp trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng nói sao hả? Hoàng thượng, hoàng thượng nói sau này cũng không muốn nhìn thấy tỉnh quý nhân nữa, còn biểu tiểu thái tử đừng nhắc đến tỉnh quý nhân. Cũng tại ngươi không tốt, nếu không phải do ngươi để lại chứng cứ, ta cũng không lâm vào cảnh này. Nương nương, cho dù chúng ta giấu được người đời, nhưng mà cũng không giấu được lương tâm của chính mình. Lương tâm của bổn cung bình yên vô khuyết. Thà rằng cả đời làm nô tài thấp hèn quỳ xuống nhìn mặt người khác, còn hơn nghĩ cách nổi bật hơn người. Không lẽ ta làm như vậy cũng là sai sao? Chúng ta đều sai. Cái chết của Thôi Mama, chúng ta phải chịu phần lớn trách nhiệm. Là chúng ta hại Thôi Mama, khi làm chung cũng không thể nhận nhìn con gái của mình. Là mình hại Thôi Mama chết không nhắm mắt. Người nói đủ chưa? Quay đầu là bờ. Người bị đày vào lãnh cung là nỗi bất hạnh nhất của bất hạnh rồi. Người có biết là hoàng thượng đã dẫn đến nỗi mà muốn chém luôn đầu của nô tài. Cũng may nhờ có hoàng quý phi cầu xin với hoàng thượng, tiểu thái tử mới giữ được mạng sống. Còn dám nhắc tới ả ta nữa hay sao? Là ả hại ta bị đày vào lãnh cung. Người đi ra ngoài, đi đi ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy mặt của người nữa. Đi ra ngoài. Bọn loạn đảng đột nhập vào dãy núi rừng này, với địa hình hiểm trở, quân ta chưa thể thừa thắng truy kích, nhưng đã bao vây trùng trùng cả đám loạn đảng. Nhưng không ngờ trong tay của đám nghịch tặc là có súng Tây Dương. Chính vì vậy khiến cho quân ta bị thương vong không ít. Nếu quân ta có thể tăng cường hỏa lực thì đâu có dễ dàng để cho bọn họ chạy thoát. Đáng tiếc triều đình đối với chuyện mua súng của người Tây Dương vẫn chưa ra quyết định. Thật không có cách gì. Thủy Tân Dương, có thơ từ Thủy Dương phủ gửi tới. Thái hậu lâm bệnh, tiệc mừng thọ đã hủy bỏ, Lạc Ân cũng không được gặp thái hậu. Ta phải lập tức hồi kinh một chuyến. Tất cả chuyện ở đây tạm thời giao cho ngươi. Dạ. Hoàng thượng, thần đệ muốn được gặp hoàng ngạc nương. Trẫm đã hạ chỉ, bất cứ ai cũng không được tiếp xúc với hoàng thái hậu. Hoàng thượng, bây giờ thái hậu đang bị bệnh, nếu giam thái hậu ở Thọ Khang cung, e là bệnh tình sẽ càng nặng hơn. Để nói như vậy là thấy trẫm quá nhẫn tâm, không có tình người. Thần đệ không phải có ý này. Hoàng thượng có thể tha cho thái hậu con đường sống thì đã là một sự khai ân. Nhưng thần đệ khẩn xin hoàng thượng nghĩ tình suốt 30 năm. Sự quan tâm của hoàng thái hậu đối với hoàng thượng thậm chí còn nhiều hơn cả đệ nữa. Không lẽ hoàng thượng không thể khoan hồng một chút đối với hoàng thái hậu? Đệ muốn trẫm xá miễn tội của hoàng thái hậu. Thần đệ hiểu được, dù sao thái hậu cũng đã giết người. Nhưng bây giờ thái hậu đang lâm trọng bệnh, không lẽ hoàng thượng nỡ lòng muốn hoàng thái hậu
suốt cuộc đời còn lại sống trong sự cô đơn. Không thể được. Nếu như trẫm xá miễn tội cho hoàng thái hậu, để nói coi trẫm làm sao đối diện với thân mẫu của trẫm ở trên trời. Hoàng đế, thần đệ hiểu được, muốn hoàng thượng miễn tội cho hoàng thái hậu là không thể nào. Nhưng xin hoàng thượng ân chuẩn cho thần đệ được gặp hoàng thái hậu một lần. Đệ đứng lên rồi nói. Hoàng huynh, xin niệm tình chúng ta là huynh đệ, thần đệ chưa từng cầu xin chuyện gì, xin hoàng thượng ân chuẩn. Tội gì phải làm vậy? Sở dĩ hoàng thượng tức giận là vì người bị giết hại là mẹ ruột của hoàng thượng. Nhưng thần đệ xin hoàng thượng hãy hiểu cho, bây giờ người bị giam lỏng đang mắc bệnh nan y lại chính là mẹ ruột của thần đệ. Đệ không thể nào mặc kệ mẹ của mình được. Thôi được, trẫm phê chuẩn cho đệ đi thăm hoàng thái hậu. Tạ ơn hoàng thượng. Trẫm cứ muốn là một vị minh quân, thành tâm thành ý đối xử với mỗi một người ở bên cạnh. Ai ngờ đổi lại là hí lộng và lường gạt hết lần này tới lần khác. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, chỉ một lời nói có thể quyết định sự sanh tử của một người. Thử hỏi có bao nhiêu người dám nói thật trước mặt của hoàng thượng, hay dám biểu lộ hỉ nộ ái ố của mình. Nhưng cũng may trẫm còn có Miên Hân là người đáng tin cậy. Hoàng thượng, đôi khi lời nói láo thiện ý, có lẽ vì muốn tốt cho hoàng thượng. Hứa với trẫm, bất luận ở đâu và khi nào đều phải nói lời thật đối với trẫm. Không biết hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.